Chào thầy và các bạn, em là Hoàng Thái, sinh viên Y45. Hôm nay em xin đại diện cho nhóm trình bày video về cây gel exercise. Cây gel exercise do Arnold Henry Kegel, một bác sĩ phụ khoa người Mỹ phát minh ra. Đây là một bài tập nhắm vào cơ mô cuộc trong cơ thể con người nhằm cải thiện chất lượng quan hệ tình dục. Về lợi ích của cây gel, ở nam giới, cây gel giúp kiểm soát tình trạng rò rỉ nước tiểu, duy trì sự cưng cứng kiểm soát sự sức tinh điều chỉnh sự rối loạn cương dương ở phụ nữ cây gheo giúp người phụ nữ dễ sinh thường hơn làm giảm nguy cơ mất kiểm soát tiết niệu và đường ruột tăng khả năng co thắt các cơ khi quan hệ tình dục giúp đạt được khoái cảm dễ dàng hơn xe kích âm đạo làm săn chắc hồng hào vùng kính của các chị em phụ nữ cây gheo làm giảm nguy cơ sai dạ con ở những phụ nữ sinh thường đồng thời làm giảm nguy cơ rò rỉ đường tiết niệu để bài tập Kegel đạt được hiệu quả thì trước tiên ta phải tìm được cơ sàn chậu. Cơ sàn chậu hay còn gọi là cơ mu cục là một nhóm cơ bắt nguồn từ phần xương mu chạy đến đầu xương cục. Để tiếp tục nhóm cơ này, ta cố gắng ngưng dòng chảy nước tiểu giữa chừng, có thể hiểu một cách đơn giản hơn là việc nín tiểu. Ở phụ nữ còn có thêm một cách nữa là dùng một ngón tay đặt ở âm đạo sau đó thiết cái phần cơ này lại. Và sau đây là cách thực hiện một bài tập Kegel đơn giản ở tư thế nằm ngửa, gặp cả hai đùi gối một góc 90 độ, đồng thời gác chân xuống sàn. Sau đó, từ từ nâng mông lên khỏi sàn. Cố gắng nâng mông lên ở mức cao nhất. Giữ ở tư thế này từ 3 đến 5 giây. Lặp lại động tác này 10 lần cho mỗi hiệp, hoặc thực hiện 3 hiệp cho mỗi ngày. phương pháp kiegel có rất nhiều tác dụng tích cực với cơ thể. Vì vậy, chúng ta hãy biến nó trở thành một phần của thói quen hàng ngày để có thể có được sức khỏe và khả năng tình dục tốt hơn. Tuy nhiên, khi tập luyện bài tập kiegel hãy lưu ý một số vấn đề sau. Hãy chắc chắn rằng bàng quang của bạn hoàn toàn trống rỗng trước khi bắt đầu bài tập kiegel. Khi bàng quang đầy hoặc còn nước tiểu bạn sẽ cảm thấy đau khi tập bài tập kiegel và thậm chí có thể bị rò nước tiểu. Nhịp thở khi tập Kegel cũng có vai trò quan trọng để ép cơ chậu tối đa khi tập. Do đó, cần lưu ý điều hòa nhịp thở khi tập. Không có giữ hơi thở làm tăng áp lực trong bụng gây nhầm tưởng rằng mình đang thực hiện đúng động tác. Giống như khi tập thể dục, duy trì thói quen luyện tập Kegel cũng giúp bài tập đạt hiệu quả hơn. Lưu ý duy trì tần suất vừa phải, nhẹ nhàng từ khi bắt đầu, sau đó tăng dần cường độ để đạt hiệu quả tốt hơn. Bài tập Kegel không dành cho những người trong đợi kết quả nhanh chóng. Bài tập này cần quay từng hoặc quay tháng để bạn cảm nhận được sự khác biệt và nó sẽ chỉ hiệu quả khi bạn duy trì được động lực tập đều đặn hàng ngày như một thói quen. Hãy thử kết hợp Kegel với các bài tập thể dục thể lực khác để tăng cường sức khỏe toàn diện cho bạn. Nếu bạn mắc các bệnh lý cơ trọng hoặc từng can thiệp phẫu thuật, thuật ở vùng này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bài tập Kegel nếu không thấy được sự cải thiện sau một thời gian dài, đó có thể bạn luyện tập không đúng cách hoặc không đúng cơ mong muốn. Cũng giống như tất cả các môn thể thao khác, song song với việc tập luyện Kegel, bạn cần kết hợp với một chế độ ăn uống hình mạnh, ít đường, ít tinh bột, tích xa những thứ, đồ ăn dầu mỡ và các kích thích. Cuối cùng, bài tập Kegel là một bài tập đơn giản, dễ tập luyện, không mất quá nhiều thời gian và công sức, nhưng lại có hiệu quả rất cao đối với vùng cơ sản lý chậu nói riêng và sức khỏe của các cơ thể nói chung. Chính vì vậy, chúng ta hãy kiên trì tập luyện cũng như chia sẻ nó cho mọi người thân xung quanh để cùng nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung trình bày của video đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.